từng đấu đến mức có ngươi không có ta. Giờ đây dàn tứ đại hoa đán lại chung tuổi xế chiều kém may mắn. Triệu Vi Hậu đối đầu Trương Tử Di, Châu Tấn có cái kết thảm nhất. Tứ đại hoa đán bao gồm Trương Tử Di, Châu Tấn, Triệu Vi và Từ Tịnh Lôi từng khuấy đảo cả làng giải trí xứ Trung. Họ đại diện cho danh tiếng, địa vị cùng tài nguyên điện ảnh khủng nhất. Cũng vì thế mà những màn đấu đá của họ khiến cả showbiz rung động. Vậy mà chẳng biết duyên phận đưa đẩy thế nào mà khi bước sang tuổi xế chiều, chẳng ai trong số họ là viên mãn cả. Chúng ta hãy cùng xem lại ân oán một thời của dàn đại hoa đán này và tình hình hiện tại của họ nhé. Từ Tịnh Lôi thì chắc chẳng có gì để bàn nhỉ. Sự nghiệp mờ nhạt, thành tựu lại chẳng bằng ba cái tên còn lại nên cô gần như bị cho ra rìa trong những cuộc đối đầu của dàn tứ đại hoa đán. Không đấu đá với ba người kia nên cuộc đời cô cũng bớt thị phi hơn. Tuy nhiên, sau khi Ngô Diệc Phàm gặp hạn thì Từ Tịnh Lôi cũng biến mất. Nghe đồn vì cô là chống lưng của vị hiền triết này nên bị vạ lây đó. Triệu Vi của ngày xưa có độ chiến thuộc top đầu showbiz đó. Trông cô có vẻ phóng khoáng vô tư thế thôi chứ cũng là dạng tầm ngầm mà đấm gục voi. Triệu Vi luôn coi Châu Tấn là đối thủ trong sự nghiệp của mình nên cũng đấu đá cực gắt. Đặc biệt là sau khi họ cùng làm nữ chính của bộ phim Họa Bì. Nghe đồn vì tranh phiên vị và cát xê mà hai nàng đại hoa đã có một trận long tranh hổ đấu ngay trên phim trường, khiến một cái ghế bị thương tật nặng nề và phải vô kho nằm. Mà đâu phải mỗi cái ghế bị vạ lây, đến Trần Khôn vì lỡ chơi với cả hai nàng mà cũng bị ép phải chọn phe. Cuối cùng anh đi theo hồng nhan tri kỷ Châu Tấn. Còn Trương Tử Di là tình địch của Triệu Vi đấy. Thật ra, ngày xưa cả hai là chị em tốt vì cùng cạch mặt nàng kim tỏa Phạm Băng Băng cơ. Tuy nhiên, khi Triệu Vi tạm vắng bóng để chuẩn bị sinh con cho đại gia Huỳnh Hữu Long thì Trương Tử Di bỗng nhiên thân thiết với anh đến lạ. Theo dân tình đồn thổi thì dù đã có Triệu Vi, nhưng doanh nhân họ Huỳnh vẫn chi tiền tỷ đầu tư phim của Trương Tử Di, mua quà xa xỉ lấy lòng người đẹp. Khỏi phải nói, Triệu Vi không cạch mặt nàng Trương mới là chuyện lạ đó. Kể từ đó, đố ai chụp được cảnh họ đứng cạnh nhau. Đáng tiếc là dù có được trái tim đại gia nhưng hôn nhân Triệu Vi cũng chỉ sung sướng được vài năm mà thôi. Bởi hai vợ chồng cô dính vào ồn ào kinh doanh, ngày ngày phải làm việc với ngành luật. Cũng vì quá tham mà Triệu Vi bị cấm cửa khỏi làng giải trí đó. Người ta đồn thổi vì chuyện này mà Triệu Vi phải ly hôn Huỳnh Hữu Long, thực hư thế nào thì chẳng ai rõ được. Người ta hay nói, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Tuy nhiên trường hợp của Trương Tử Di và Châu Tấn lại không đúng lắm. Dù chẳng đến mức đấu đá kịch liệt như với Triệu Vi, nhưng quan hệ của hai nàng tam kim ảnh hậu cũng là cơm không lành canh không ngọt. Nguyên nhân cũng vì họ đóng chung bộ phim Dạ Yến và nảy sinh bất hòa vì đoàn phim đối xử không công bằng. Thế nên, khi được hỏi về đồng nghiệp, Trương Tử Di đã hằn học đáp, đừng nên so sánh cô ấy với tôi. Tôi là hoàng hậu, còn cô ấy là tiểu thư nhà quan. Từ thái độ ấy, có thể thấy Trương Tử Di vẫn luôn cho rằng mình trên cơ Châu Tấn. Rồi chẳng biết thế nào mà hai nàng đại hoa đán này cùng kém may mắn trong hôn nhân. Châu Tấn yêu cả chục người mới cưới Cao Thánh Viễn, ai dè vào năm 2020, cô thông báo ly hôn sau 6 năm về chung nhà. Trương Tử Di còn thảm hơn, cưới gã cha nam Uông Phong nên bị công chúng phản đối dữ dội. Gồng suốt 8 năm thì đến cuối tháng 10 năm 2023, cô cũng phải làm mẹ đơn thân. Thật vô nghĩa. Biết trước có kết quả như vậy, tội gì phải tranh giành đấu